Thời gian gần đây, phê phim nhận được khá nhiều yêu cầu làm về một vai phản diện có mái tóc rất là dễ thương, nhưng tính tình lại không đáng yêu chút nào. Có lẽ với những người yêu điện ảnh thì gã đàn ông với quả đầu bát úp này chắc chẳng còn xa lạ gì rồi. Anton Chigurh trong No Country for Old Men có sức ảnh hưởng lớn đến thế nào? Tại sao hắn lại đáng sợ đến như vậy? Và quan trọng nhất, tại sao chúng ta lại thích hắn như thế? Hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé! Anton Chigurh là nhân vật phản diện chính trong bộ phim No Country for Old Men năm 2007 của anh em nhà Coen và được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên. Tay sát thủ này được vào vai bởi Javier Bardem. Nam diễn viên được biết đến với tư cách phản diện trong nhiều tác phẩm khác như Loạt cướp biển vùng Caribe hay Skyfall. Song, đây lại là màn hòa thân xuất sắc bậc nhất trong sự nghiệp của Bardem khi nó đem về cho ông tượng vàng Oscar năm 2008 tại hạng mục nam phụ xuất sắc nhất. Không dừng lại ở đó, nhân vật Anton Chigurh cũng góp phần không nhỏ trong công cuộc càn quét Oscar của No Country for Old Men với chiến thắng tại các hạng mục đạo diễn xuất sắc nhất, kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất và cả phim xuất sắc nhất. Hết chưa nhở? Tên ác nhân này còn gì đao to bồ lớn hơn không? Đương nhiên là có. Không chỉ thắng Oscar, Javier Bardem còn dinh luôn cả giải BAFTA và quả cầu vàng về nhà nhờ nhân vật này. Ngoài ra, gã sát thủ miền Viễn Tây còn xuất hiện trong rất nhiều bảng xếp hạng nổi tiếng, mà tiêu biểu nhất là vị trí thứ 45 trong danh sách những tên phản diện xuất sắc nhất trên bàn bạc, theo thống kê từ trang Ranker.com. Trước khi tiếp tục với Anton, mình muốn chia sẻ một chút về việc viết kịch bản. Trong quá trình xây dựng nhân vật, có một yếu tố quan trọng mà hầu hết các nhà làm phim đều quan tâm, đó là nền tảng. Hay nói cách khác, để thu hút được sự chú ý của khán giả, những biên kịch thường phải gắn cho nhân vật những thông tin như họ là ai, quá khứ của họ như thế nào, có đau buồn hay tổn thất gì, họ có suy nghĩ ra làm sao, vân vân và vân vân. Nhưng điều đặc biệt ở đây là Anton Chigurh không hề có yếu tố trên. Vậy thì làm sao nhân vật thiếu hẳn một cột trụ trong quá trình xây dựng lại có thể xuất sắc đến như vậy? Sau 3 lần xem phim và vài lần tìm hiểu, mình đã đúc kết ra câu trả lời. Đó là vì hắn quá đáng sợ. Thật ra, không phải chỉ một mình có suy nghĩ này, mà ngay cả những tờ báo lớn trên thế giới cũng đưa ra quan điểm tương tự. Cụ thể, tờ The New York Times nhận xét, bóng ma mang tên Anton Chigurh sẽ khiến nhiều khán giả phải gặp ác mộng. Trong khi tờ Rolling Stone lại cho rằng, Javier Bardem đã hóa thân thành con quái vật của thời đại. Rốt cuộc, Anton Chigurh có gì để khiến ngay cả những nhà phê bình phim cũng phải e sợ đến thế? Hắn không chỉ huy một đoàn quân to lớn, không có siêu năng lực vượt xa người bình thường, cũng chẳng xuống tay hạ sát đến vài chục sinh mạng. Nếu các bạn cũng có thắc mắc như trên, thì chúng ta hãy cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. À, trong toàn bộ phần sau của video, mình sẽ tiết lộ những nội dung quan trọng của No Country for Old Men, nên các bạn hãy xem tiếp chỉ khi đã hoàn thành trọn vẹn tác phẩm này. Còn nếu không quan tâm đến spoiler, thì mời các bạn vào team của Anton xem có gì nào. Trước hết, mình muốn đặt một câu hỏi, các bạn cảm thấy thoải mái hơn với những người đã quen thuộc và gần gũi hay với những người xa lạ? Đương nhiên là với những người gần gũi hơn rồi đúng không? Vì chúng ta đã phần nào biết được tính cách, suy nghĩ của họ nên cũng dễ dàng tiếp xúc hơn. Nhà làm phim đã tận dụng tâm lý này để gán cho Anton Chigurh một đặc tính, đó là trong cuốn sách Riding Monsters, tác giả Philip Athan viết, khán giả biết càng ít về năng lực của con quái vật thì càng tốt. Chính sự khó đoán này sẽ giữ khán giả ngồi yên trên ghế, tạo điều kiện cho trí tưởng tượng làm việc. Chiếu theo nhận định này, thì hóa ra việc không xây dựng nền tảng cho Anton Chigurh lại là chiến lược hiệu quả. Xuyên suốt chiều dài phim, chúng ta được cung cấp rất ít thông tin về gã đàn ông này. Nói cách khác, người xem không biết gì về quá khứ, cũng như động cơ cho mỗi hành vi của hắn. Chúng ta chỉ được biết rằng Anton là một tay sát thủ có nhiệm vụ săn lùng nhân vật chính là Lewin Moss sau khi anh này nắm giữ số tiền cực lớn. Điều này vô hình chung tạo ra một lợi thế cho Anton, đó là gã không có điểm yếu. Một số nhân vật khác có năng lực siêu việt còn có khiếm khuyết, ví dụ như Superman bị khắc chế bởi đá Kryptonite hoặc là người nhện còn quá trẻ và không thể cân bằng được hai cuộc sống đối lập, thì đủ thấy Anton Chigurh đáng ngại đến như thế nào rồi. Trên thực tế, việc xây dựng quái vật theo xu hướng khó đoán từng được sử dụng trong một vài bộ phim khác như Bird Box hay A Quiet Place khi chúng ta không biết những con quái vật có nguồn gốc từ đâu và chúng hoạt động theo phương thức nào. Điều này tạo ra cảm giác sợ hãi đối với khán giả vì chúng ta không thể kiểm soát được những sinh vật. Song, khi diễn biến phim kéo dài, người xem sẽ nhận ra rằng những con quái thú đều có một mẫu số chung nào đó, ví dụ như trong A Quiet Place thì là nhạy cảm với âm thanh, còn giống loài trong Bird Box thì sẽ gián tiếp giết những ai nhìn thấy chúng chẳng hạn. Thế nên, dù không có nền tảng cụ thể, nhưng những con quái vật đó lại kém đáng sợ dần theo chiều dài của phim. Còn với Anton Chigurh lại là một chuyện rất khác. Ngoài việc khó đoán vì không có nền tảng, những hành động của tên sát thủ còn không có mẫu số chung nào. Gã có thể để mình bị bắt, rồi lại giết người bằng một cái còng tay.
bắn chết những kẻ đã thuê mình, bắn xuyên táo một ông già qua đường dù đã rất lịch sự trước đó, nhưng lại tha mạng cho một người khác chỉ bằng cách tung đồng xu. Chính cách thức hành xử đúng kiểu chẳng giống ai này đã khiến Anton càng trở nên đáng sợ hơn, vì khán giả không thể nào dự đoán được hành vi của hắn. Bên cạnh đó, sự khó hiểu của Anton còn được thể hiện ở vũ khí của tên này. Có ai mà ngờ được một tên giết người lại giết người bằng bình khí không cơ chứ? Thông thường, người ta chỉ dùng thiết bị này để bơm lốp xe thôi mà nhở. Trên thực tế, bản thân tạo hình cũng là một nhân tố tạo nên sự đáng sợ cho Anton. Trang phục thì không nói rồi, vì nó không khác là bao so với những nhân vật trong phim viễn Tây thường thấy. Nhưng hãy nhìn vào mái tóc này mà xem. Hồi nhỏ, bạn nghĩ đến ai khi thấy quả đầu này? Với mình, trông nó cứ na ná tóc của anh này kiểu gì ấy. Đến cả Javier Bardem còn phải thừa nhận rằng đây là một vai diễn có kiểu tóc ngu ngốc thì bạn có thể hình dung được rồi đấy. Nhưng chính điều đó lại làm tên sát nhân này lại đáng sợ hơn nhiều. Một tay sát thủ có vẻ ngoài ngốc xít mà lại có hành động man dợ, đương nhiên là sẽ ám ảnh hơn những kẻ giết người trông vốn đã ghê tởm, vì nó đi ngược lại với hình dung của khán giả, cũng giống như việc nhìn thấy một đứa nhỏ vắt mũi chưa sạch nhưng lại giết người như ngoé. Để nhân vật này có thể phức tạp đến như vậy, không thể bỏ qua khía cạnh diễn xuất. Xuyên suốt bộ phim, gương mặt của Javier Bardem gần như lúc nào cũng bình thản, lặng băng, dù có vừa giết người hay bị thương. Mọi hành động của ông trong phim cũng rất khoan thai. Theo nghiên cứu của nhà tâm lý học người Bỉ Samuel Lysted cùng 10 đồng nghiệp, trong số 400 bộ phim mà họ xem, có 126 nhân vật sở hữu nét hành vi đặc trưng của bệnh biến thái nhân cách hay psychopathy. Trong đó, Anton Chigurh đứng đầu danh sách với tư cách psychopath chân thực nhất. Ông Lysted có nhận xét, hắn không hề bị ảnh hưởng cũng như có sự kháng cự tuyệt đối với cảm xúc và nhân tính. Thực vậy, chính bởi sự vô nhân tính của mình, Anton còn có một khả năng thiên phú thực hiện các hành vi bạo lực đến khôn tả khi triệt hạ các nạn nhân xấu số. Theo tiến sĩ Carl Albrecht, một nhà tâm lý kiêm vật lý học, thì con người có 5 nỗi sợ căn bản và một trong số đó là sợ tổn thương vật lý. Để rõ ràng hơn thì chúng ta sợ cái cảm giác cơ thể bị xâm phạm hoặc là mất đi một bộ phận nào đó. Điều này liên quan trực tiếp đến bạo lực và các nhà làm phim thường tận dụng phản ứng này để tạo ra những sát thủ với cách hành xử ghê rợn như Michael Myers hay Jigsaw. Và đương nhiên, Anton Chigurh cũng không phải là ngoại lệ. Hắn xiết đến đứt động mạch cổ của một viên cảnh sát bằng còng tay, bắn rụng tay và nát người những kẻ ở trọ. Những hành động này gợi lên tâm lý lo sợ trong lòng người xem, vì đã đối diện với nòng súng của Anton thì khả năng cao là đi ăn chuối cả nải và ngắm gà khỏa thân. Trước khi chuyển sang phần tiếp theo, các bạn có nhớ nhận định ở trên của Philip Athan về sự khó đoán trong mỗi nhân vật chứ? Đương nhiên, Anton Chigurh thể hiện được điều này dưới hình thức show, don't tell, cốt lõi của điện ảnh. Thực tế, điều này vô cùng quan trọng bởi Einstein đã từng nói trí tưởng tượng quan trọng hơn cả kiến thức. Nói cách khác, người ta sẽ nhớ lâu hơn, có ấn tượng hơn với những thứ mà mình tự đúc kết thay vì những thứ được người khác truyền đạt trực tiếp. Thông qua cách sắp đặt hình ảnh, anh em nhà Coen đã truyền tải điều này đến cho khán giả. Cụ thể, ở phân cảnh Carson Wells bỏ mạng, không có một góc máy nào hướng vào mặt nhân vật này. Thậm chí, trước khi nổ súng, Anton còn có một khoảng nghỉ tương đối lâu. Thông thường, trong các cảnh kết liễu ở một số bộ phim, khán giả sẽ được chứng kiến phản ứng của nạn nhân trước khi giã biệt cõi đời. Vậy thì tại sao trong Người già hết đất, anh em nhà Coen lại làm ngược lại? Theo suy nghĩ của mình, đó là bởi họ muốn khán giả tự hình dung ra phản ứng của Carson khi đối diện với cái chết. Nên nhớ, trước đó Carson đã phải thương thuyết với Anton để giữ lấy cái mạng, nên sẽ thật thú vị nếu khán giả tưởng tượng về khuôn mặt của ông trước khẩu súng của tay sát thủ. Anh ta có mừng húm khi thấy Anton đã ngừng nói và quay mặt đi chỗ khác không? Có bàng hoàng khi nhận ra mình đã ăn một phát shotgun chí mạng không? Chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết được, vì ngay cả khi Carson đã chết, cũng chẳng có lấy một khung hình nào tập trung vào anh ta. Tất cả những gì chúng ta được thấy là khuôn mặt lạnh tanh của Anton. Thực ra, cách sử dụng hình ảnh tài tình của anh em nhà Coen chưa dừng lại ở đó. Trong cuốn sách gốc, khi thấy Anton ở trong nhà, Carla Moss đã van xin gã thả mạng và tên này quyết định chơi trò tung đồng xu. Nàng đã chọn mặt ngửa, nhưng rất tiếc, đồng xu lại ra mặt sấp. Thế là Anton đã bắn đoàng và Carla chết. Xong, tất cả đều được phơi bày trong tâm trí của độc giả. Nhưng trong phim lại rất khác. Ngoài việc Carla không chấp nhận chơi trò may rủi thì chúng ta không được thật sự biết rằng cô đã chết hay chưa. Xong, dựa vào cách sắp đặt hình ảnh, nhà làm phim đã ngầm thông báo cho chúng ta về số phận của người vợ nhà Moss. Cụ thể, qua những hành động như tháo giày đi trên đất hành xử, che kín rèm rồi mới bắn và co chân trước thi thể của Carson, có thể kết luận rằng Anton rất kỵ việc để máu dính lên trang phục của hắn. Và việc đầu tiên hắn làm sau khi rời khỏi nhà Moss là gì? Hành động này ám chỉ rằng Anton đang kiểm tra lại xem máu có dính vào giày của mình hay không. Hay nói cách khác
là hắn đã thanh toán Carla xong rồi. Cùng một câu chuyện, nhưng theo mình, hướng đi của anh em nhà Cohen hiệu quả hơn, bởi khán giả phải tự tưởng tượng ra cái chết của Carla. Cô đã bỏ mạng thế nào, chỉ có Anton Chigurh mới trả lời được, và điều này càng làm hắn trở nên đáng ngại hơn. Tất cả những khía cạnh kể trên, suy cho cùng cũng chỉ là những bổ trợ cho yếu tố đáng sợ nhất của Anton, đó là hắn không thể bị ngăn cản ở mọi khía cạnh. Để làm rõ luận điểm trên, hãy cùng đến với chủ đề xuyên suốt trong phim, đó là những cuộc săn lùng. Cụ thể, khán giả được chứng kiến tới hai cuộc giật bắt giữa Anton và Lewin và giữa lực lượng cảnh sát với Anton. Trong một số phim có mô típ kẻ đi săn và kẻ bị săn tương tự như Terminator hay Mad Max, chúng ta cũng được theo dõi cuộc giật bắt giữa hai bên. Bản thân trò chơi đuổi bắt đã tạo ra sự căng thẳng rất lớn rồi, vì con người luôn sợ cái cảm giác mình bị tóm được. Từ đó, những tay phản diện như T-800, T-1000 hay Immortan Joe luôn rất đáng ngại vì họ không ngừng truy đuổi con mồi của mình dù có phải chịu tổn thương đến đâu. Với Anton Chigurh cũng vậy, hắn luôn theo sát Lewin đến tận cùng trái đất, khiến anh ta cùng vợ phải đưa nhau đi trốn. Không chỉ dừng lại ở đó, sau khi tên này bị thương do nhân vật chính bắn trả, hắn vẫn nung nấu ý định săn mồi, thậm chí còn giết luôn những kẻ hỗ trợ Lewin tẩu thoát. Ám ảnh hơn nữa, khi tay sát thủ này còn hăm dọa nhân vật chính bằng những điều gần gũi nhất về anh. Hướng đi này sẽ khởi tạo nỗi bồn chồn trong lòng khán giả, bởi chúng ta biết được rằng nhân vật chính không bao giờ được an toàn, chừng nào Anton còn sống. Quay trở lại với thông tin rằng Anton là psychopath chân thực nhất, điều này hoàn toàn ăn khớp với sự dai dẳng và bền bỉ thực hiện mục tiêu. Một tên biến thái nhân cách chính hiệu luôn luôn, mình xin nhắc lại là luôn luôn, theo đuổi mục tiêu của hắn với sự nghiêm khắc tuyệt đối, không nề hà gì đến bất kỳ một chướng ngại vật nào trên hành trình. Thật ra, với tư cách kẻ bị săn, Anton vẫn không hề dễ chịu hơn là bao. Nên nhớ rằng cho đến cuối phim, lực lượng thực thi công lý vẫn không thể bắt được tên sát thủ này, dù trước đó họ đã săn lùng hắn rốt ráo. Nếu theo đường hướng làm phim thông thường, thì câu chuyện sẽ là Lewin chạy thoát, hoặc là xử được Anton với sự giúp đỡ của cảnh sát, rồi sau đó là đoàn tụ với vợ. Nhưng không, anh em nhà Cohen đã phá nát hết những kỳ vọng đó và đưa cho khán giả một kết cục mà nhân vật chính thì chết đột ngột, còn phản diện thì lại hoàn thành được mục đích. Đường hướng này có thể khiến một bộ phận khán giả cảm thấy khó chịu, nhưng không thể phủ nhận rằng nó làm khán giả chúng ta cảm thấy rùng mình, vì nhận ra rằng cái ác có thể len lỏi ở khắp mọi nơi, và vì nhận ra rằng tên sát nhân này có thể giết chết cả những quy chuẩn thông thường. Về mặt tư tưởng thì Anton Chigurh cũng là một con quái vật đúng nghĩa, khi hắn còn góp phần đánh gục cả biểu tượng công lý của phim. Trong cái kết, viên cảnh sát Tom Bell kể lại về hai giấc mơ của mình. Mình sẽ không bàn về ý nghĩa biểu tượng của chúng ở đây, mà chỉ đưa ra quan điểm về cách mà chúng liên quan đến phản diện chính. Theo mình, những câu chuyện của viên cảnh sát đều thể hiện sự bất lực của ông trước cái ác, hay cụ thể ở đây là tên psychopath Anton. Một tay sát nhân khiến người thực thi công lý phải bó tay và chịu rút lui, thì hắn đúng là không phải dạng vừa. Để mình tiết lộ thêm cho các bạn một sự thật nữa, đó là Anton Chigurh còn có thể tác động vượt qua giới hạn khung hình. Được biết, để có thể vào vai một sát thủ mặt lạnh như tiền, Javier Bardem đã phải trải qua một khoảng thời gian cực kỳ khó khăn. Thực tế, mái tóc mà chúng ta nhìn thấy trong phim là tóc thật của nam diễn viên, tức là ông phải sinh hoạt bình thường dưới mái đầu bù xù ấy. Thêm vào đó, Javier còn chia sẻ rằng ông cảm thấy bị cô lập khi cứ phải lên phim trường để quay giết người rồi lại về ngủ, và có 6 ngày nghỉ trong một không gian hoàn toàn mở. Tất cả là chỉ để đưa Anton lên màn ảnh một cách trọn vẹn nhất. Để chốt lại về sự đáng sợ của Anton Chigurh, mình xin trích lại nguyên văn lời chia sẻ của nam diễn viên về nhân vật này. Hắn là một biểu tượng, là định mệnh đầy bạo lực mà bạn từng nghĩ đến, giống như một gã thần đèn vậy. Khi bạo lực đã lộ dạng, nó không thể bị triệt tiêu, mà chỉ tạo ra những nỗi thống khổ và đau đớn. Nó sẽ đẩy bạn vào khoảng không bất tận. Nhưng Anton Chigurh vẫn chỉ là người thường, tức là hắn là một trong số chúng ta. Và điều đó thì đáng sợ hơn nhiều so với việc biến hắn thành một sứ giả địa ngục. Như vậy, với đường hướng xây dựng đặc sắc cùng diễn xuất thượng thừa của Javier Bardem, Anton Chigurh xứng đáng là kẻ phản diện xuất sắc bậc nhất trong lịch sử điện ảnh. Đây là một trong những hình mẫu rất tốt để các nhà biên kịch noi theo trong việc xây dựng phản diện, vì hắn vừa làm khổ được nhân vật chính, vừa khiến khán giả phải trăn trở ngay cả khi phim kết thúc. Và đó là suy nghĩ và tổng hợp của phê phim về Anton Chigurh hay phản diện có mái đầu và đúp. Các bạn nghĩ sao về gã ác nhân này? Các bạn có hứng thú với cách tiếp cận này của chúng mình không? Nhân vật nào nên xuất hiện trong số phê phản diện tiếp theo? Hãy để lại comment ở phía bên dưới và cho chúng mình biết nhé. Ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết video ngày hôm nay và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye! He's looking at you, kid.
about it. Look at me. I love you more than I've ever loved anyone.